Messi vĩ đại nhất lịch sử, Ronaldo đứng hạng 10. Cristiano Ronaldo chỉ đứng hạng 10 trong top cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử theo bình chọn của Daily Mail. 10. Cristiano Ronaldo, sự cống hiến, khả năng ghi bàn và tinh thần chuyên nghiệp giúp Ronaldo chỉ xếp sau Lionel Messi trong thế hệ của mình, Daily Mail cho biết. 9. Zico, một số 10 siêu phàm và là bậc thầy về bóng cố định, ông là viên ngọc quý của đội tuyển Brazil tại World Cup 1982. Zico còn là huyền thoại vĩ đại nhất của Flamengo. Bức tượng của ông được dựng trang trọng ở đầu cầu thang của siêu thị câu lạc bộ ở Rio. 8. Garrincha là cầu thủ có khả năng dê bóng phi thường. Tại Brazil, ông được tôn kính không kém gì Pele. Garrincha là người hùng thầm lặng trong chức vô địch World Cup 1958 của Brazil và là cầu thủ hay nhất giải đấu năm 1962 khi Pele phải ngồi ngoài vì chấn thương ở giai đoạn đầu. 7. Ronaldo, một trong những cầu thủ dê bóng vĩ đại nhất mọi thời đại. Ronaldo sở hữu tốc độ và khả năng kiểm soát bóng bậc thầy, đem đến sự phấn khích cho khán giả. Nếu không dính chấn thương, Ronaldo hoàn toàn có thể vươn lên thứ hạng cao hơn, Daily Mail bình luận về Ronaldo béo. 6. Alfredo Di Stefano. Di Stefano được nhiều người coi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid. Ông đã vô địch cúp C 15 lần và ghi bàn ở mọi trận chung kết. 5. Zinedine Zidane. Xem Zidane thi đấu như thể một vũ công ba lê mang giày bóng đá. Phong cách thi đấu và kỹ thuật vô song của ông trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ cầu thủ sau này. 4. Johan Cruyff, cầu thủ bóng đá thông minh nhất mọi thời đại là cụm từ Daily Mail dùng để miêu tả về thánh Johan. Huyền thoại người Hà Lan khai sinh ra thứ bóng đá tổng lực, đặt nền móng thành công cho Barcelona và Pep Guardiola sau này. 3. Diego Maradona, thiên thần biết nổi loạn. Trọng tâm thấp mang đến cho Maradona khả năng giữ thăng bằng và sức mạnh đáng kinh ngạc. Ông là cầu thủ vĩ đại bậc nhất của tuyển Argentina và câu lạc bộ Napoli, Daily Mail dành sự kính trọng cho huyền thoại người Argentina. 2. Pele. Pele là cầu thủ duy nhất đã 3 lần vô địch World Cup, lần đầu tiên khi còn là một thiếu niên vào năm 1958. Ông là thủ lĩnh của tuyển Brazil vô địch thế giới năm 1970. Pele cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử được mệnh danh là vua bóng đá. 1. Lionel Messi, bằng việc dẫn dắt Argentina đến chức vô địch World Cup 2022, Lionel Messi đã đập tan mọi nghi ngờ cuối cùng trong lời khẳng định anh là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Messi là cầu thủ sở hữu khả năng ghi bàn, óc phán đoán và kỹ thuật phi thường.